Chào các bạn, lại là mình Hải Linh đây. Và nếu như mà các bạn theo dõi các video trên YouTube hay là trên TikTok của Hacom thì các bạn cũng biết là bọn mình đã làm rất nhiều các video về LG rồi. Từ 4K gaming này, 2K gaming hay là các dòng màn hình dạng phổ thông cho văn phòng. Có lẽ là kiểu phải được vài cái series về màn hình LG luôn rồi. Cá nhân mình thì khá là thích các dòng màn hình của LG bởi vì nó mang lại cho mình một cảm giác khá là sang, nó chỉn chu về cái mặt thiết kế. Và đặc biệt là vài năm trở lại đây thì LG đã đắp thêm khá là nhiều các công nghệ và trong các sản phẩm của họ nữa. Và ngày hôm nay thì mình lại ngồi đây và tỉ tê với các bạn về một chiếc màn hình mà mình thật sự rất recommend cho mọi người, đó chính là LG 27GR75QB. Và ngày hôm nay chúng mình sẽ có 3 phần để mình chia sẻ trải nghiệm. Phần đầu tiên thì mình sẽ nói về các thông số cơ bản này. Phần thứ hai thì sẽ là tổng quan về thiết kế của nó. Và phần thứ ba thì sẽ là cái trải nghiệm đánh giá cá nhân của mình. Ok, let's go. Có một chiếc màn hình kích thước 27 inch, độ phân giải QHD 2560x1440, tấm nền IPS, tần số quét 165Hz, thời gian phản hồi 1ms, tỷ lệ tương phản 1000:1 và độ sáng 300 nits. Và hiện tại trên website của Hacom thì em nó đang có mức giá là hơn 6 triệu đồng. Và nếu mà các bạn canh sale mùng 4 tháng 4 này hoặc theo dõi livestream có sản phẩm này thì giá của nó còn rẻ hơn rất là nhiều. Và với tầm giá như vậy mà có cái thông số khá ấn tượng thì mình đã chọn em nó để trải nghiệm ngay. Và đó là thông số cơ bản của em màn hình này. Vậy thì khi đặt LG 27GR75QB này ở trên bàn làm việc của bọn mình thì nó sẽ như thế nào nhỉ? Và như mình đã nói ở đầu video thì LG luôn mang cho mình một cái cảm giác rất là sang trọng. Nếu như mà các bạn nhìn kỹ vào màn hình ý, thì các bạn sẽ cảm nhận được phần nào đúng không? Và bạn mình thì có hay nói là các thiết kế của LG cảm giác nó cứ giống nhau, nó cứ đơn giản kiểu vậy. Thật ra là ban đầu ý, trước khi mà mình tìm hiểu kỹ về các dòng sản phẩm của LG, mình chỉ xem qua thôi thì mình cũng thấy là hình như nó cũng có hơi giống nhau thật. Nhưng mà khi mà được trải nghiệm khá là nhiều các dòng màn hình của nó rồi thì mình cảm giác là mỗi sản phẩm của LG họ đều rất chỉn chu với thiết kế và tất cả các sản phẩm nó đều toát ra một cái vẻ gì đấy rất là LG ý. Đấy, nó rất là sang, một cái kiểu riêng của nó. Dù nó tối giản thôi nhưng mà nhìn nó vẫn kiểu mình vẫn cảm nhận được nó là hàng cao cấp ấy. Nếu là một người dùng kỹ tính để mà nhận xét nghiêm khắc về cái em màn hình này thì mình cảm nhận là cái độ viền màn hình cũng như là cái độ dày của nó không có mỏng lắm. Thật ra là cũng không phải là nó quá là dày đâu, nhưng mà nếu mà nó mỏng hơn được một chút nữa thì mình sẽ thích nó hơn. Còn logo in trên màn hình thì sẽ là Ultra Gear. Nếu mà nhắc đến Ultra Gear thì các bạn sẽ quá quen với cái thiết kế mặt sau, nó là hai cái tông màu đỏ đen rồi đúng không? Nhưng với 27GR75QB thì nó sẽ là một cái màu đen tuyền luôn. Nó có thiết kế hình lục giác, bên ngoài thì sẽ có họa tiết được dậm dạng tổ ong cạnh nhau liên tiếp luôn. Nếu mà các bạn nhìn kỹ vào ấy thì sẽ thấy. Và ở mặt sau thì sẽ có trang bị cổng kết nối luôn. Mình đang có hai HDMI, một DisplayPort và một jack cắm tai nghe. Phần chân đế thì vẫn là mặt đế chữ V, nhìn nó kiểu mạnh mẽ. Đây sẽ là cái kiểu chân đế mà mình đoán là các anh em gamer sẽ khá là ưa chuộng. Với phần chân đế này thì các bạn hoàn toàn có thể di chuyển lên xuống trên màn hình được như này. Đây. Hoặc là các bạn cũng có thể xoay dọc như mình đang xoay như này. Với việc mà điều chỉnh được nhiều vị trí hay là tư thế của chiếc màn hình như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với đa tác vụ và cũng như là nhu cầu của anh em. Tổng quan về phần thiết kế của em màn hình này với mức giá hơn 6 triệu thì mình thấy là nó đã thỏa mãn được mình rồi và mình cũng không có đòi hỏi gì thêm cả. Theo như thông số mà hãng công bố thì LG 27GR75QB sẽ có độ sáng khoảng 300 nits. Đây là cái khoảng sáng ổn đủ để mà thể hiện được trong cái môi trường thiếu sáng. Thực tế thì qua cái bài kiểm tra với SpiderX, khi mà ở ngưỡng 310 nits, khoảng màu đen ở mức 0.41 với mức độ tương phản là 760:1, nó hơi lệch một tí so với cái thông số tiêu chuẩn mà hãng đưa ra là 1000:1. Về độ phủ màu, chỉ số sRGB đạt 100%, 80% của Adobe RGB và 86% của DCI-P3. Đây là dòng sản phẩm gaming, nhưng mà cái giải màu của nó thì sẽ tương đối ổn hơn so với các dòng văn phòng tầm trung đổi lại. Có thể dùng cho các tác vụ cơ bản như là hậu kỳ này hay là thiết kế đồ họa đều khá là ổn. Kể đến là về kết quả của độ sai lệch màu Delta E, mình khá ấn tượng khi mà hầu hết các chỉ số màu đều trong khoảng từ 0 đến 2.1-2.2. Tuy nhiên với màu Cyan thì cho thấy kết quả khá là cao là 5.07, giá trị sai lệch trung bình của nó sẽ rơi vào khoảng 1.59. Vậy thì tại sao mình lại rất recommend cho các bạn chiếc màn hình này? Tạm bỏ qua cái phần thông số cơ bản sang một bên nhá. Tại vì mình nghĩ là cái trải nghiệm thực tế của mình nó mới quan trọng đúng không?
Và khi mà mình sử dụng em màn hình này thì mình cảm nhận là tất cả mọi thứ nó đối với mình nó rất là vừa vặn. Nó không phải là kiểu quá là rực rỡ, chói lòa như là OLED đâu, mà tất cả mọi thứ nó kiểu nó vừa tầm mắt của mình, nó nịnh mắt. Hay kể cả khi mà các bạn xem những cái văn bản mà nó nhiều chữ ấy, thì nó vẫn hiển thị khá là tốt luôn. Và với mật độ điểm ảnh ở mức 108 điểm thì mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với khoảng cách các bạn ngồi từ 80cm đổ lại thì sẽ là đẹp nhất nhá. Nếu như mà các bạn có nhu cầu chơi game hay là đồ họa ở mức cơ bản thôi, vài năm trước ấy, thì sẽ cực kỳ khó để mà các bạn tìm được một cái màn hình mà thông số ổn như thế này. Màn hình 27 inch này, độ phân giải 2K, tần số quét 165Hz và thời gian phản hồi 1mm mà với tầm giá hơn 6 triệu nhá. Nó cực kỳ khó luôn. Thế nên là mình cực kỳ recommend cho các bạn chiếc màn hình này. Với cái nhu cầu như vậy mà các bạn cũng không cần phải đầu tư một cái khoản quá là nhiều. Còn với các bạn nào mà đang tìm một cái màn hình phụ 2K thì mình nghĩ là đây cũng là một cái lựa chọn cực kỳ hợp lý luôn. Và như thường lệ, sản phẩm này hiện tại đang có sẵn trên website và tất cả các showroom của Hacom trên toàn quốc. Nếu các bạn cần thì hãy liên hệ với bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.